Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi tin tức 16 giờ của truyền hình Nhân dân. Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng vừa họp ban chỉ đạo chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới thành phố nhằm tổng kết kết quả thực hiện xây dựng nông thôn mới trong năm 2021, quý 1 năm 2022 và triển khai phương hướng nhiệm vụ thời gian tới. Theo kết quả rà soát đánh giá trên bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao, đến nay Đà Nẵng có 3 xã đạt 19 trên 19 tiêu chí, 2 xã đạt 16 trên 19 tiêu chí, cùng với 19 thôn đạt chuẩn thôn nông thôn mới kiểu mẫu. Tổng nguồn lực đầu tư thực hiện nông thôn mới trong năm 2021 là hơn 1.160 tỷ đồng. Từ nguồn vốn đã thực hiện đầu tư nâng cấp gần 17 km tuyến giao thông nội đồng liên thôn, bê tông hóa 23 tuyến kênh mương, kinh tế nông thôn và tổ chức sản xuất tiếp tục được chuyển đổi hiệu quả. Tỉnh Đắk Lắk cũng vừa tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết số 03 và triển khai nghị quyết số 08 của tỉnh ủy Đắk Lắk về xây dựng nông thôn mới. Qua 10 năm, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, đặc biệt là sự ủng hộ của nhân dân trong tỉnh, Đắk Lắk đã huy động được hơn 42.000 tỷ đồng cho chương trình xây dựng nông thôn mới. Trong đó, nguồn đóng góp của cộng đồng dân cư là hơn 2.850 tỷ đồng. Đến nay, toàn tỉnh có 71 trên 152 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đã công nhận và gắn 3-4 sao cho 35 sản phẩm đạt OCOP cấp tỉnh. Tỉnh Đắk Lắk phấn đấu đến năm 2025 có trên 65% số xã đạt chuẩn nông thôn mới, có 4 trên 15 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới, thu nhập bình quân của người dân nông thôn tăng 1,3 lần so với năm 2020, có 200 sản phẩm OCOP được cấp chứng nhận đạt từ 3 sao trở lên. Thưa quý vị và các bạn, tháng 5 là thời điểm đẹp nhất để về thăm quê bác. Trong ngạt ngào hương sen, hương lúa, du khách sẽ được thả hồn trong không gian tĩnh lặng nơi đây. Dịp này khi về với Kim Liên, Nam Đàn, du khách không chỉ được nghe về thân thế, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh mà còn được thưởng thức nhiều đặc sản làm từ sen, loài cây gắn liền với thủa thiếu thời của người. Gia đình anh Nguyễn Sinh Thanh ở xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An trước đây có 1,5 hectare trồng lúa, nhưng hiệu quả kinh tế không cao. Hai năm nay thực hiện chủ trương của xã chuyển đổi sang trồng sen, thu nhập của gia đình cao hơn hẳn so với trước đây. Mỗi năm trừ hết chi phí, anh Thanh thu nhập từ 50 đến 70 triệu đồng từ trồng sen. Tôi trước đây cũng có lâm lúa, nhưng mà lâm lúa mua mang sâu bệnh là hạn hán khô khan khó làm ăn, cho nên tôi chuyển sang trồng sen. Trồng sen thì cũng có thu nhập cao, chất lượng và hiệu quả hơn lâm lúa nhiều. Để gìn giữ và phát triển thương hiệu sen quê bác, năm 2018, Hợp tác xã Sen quê bác ra đời. Ngoài nhiệm vụ xây dựng vùng trồng sen có quy mô lớn, Hợp tác xã cũng thu mua nguyên liệu, chế biến sâu các sản phẩm từ sen để làm các loại trà sen và các sản phẩm khác từ sen nhằm phục vụ thị trường khách du lịch cũng như phát triển du lịch sinh thái bền vững. Nhất thì du khách về đấy được chụp ảnh, được check in, được có nghĩa là trải nghiệm những cái gọi là hoạt động từ cây sen. Cái thứ hai nữa thì họ sẽ được là như vậy là thưởng thức trà sen cũng như là các cái sản phẩm từ cây sen, từ là như vậy thực phẩm hay là những cái sản phẩm mà chúng tôi chế biến sâu. Đấy là những cái món quà, có thể nói là món quà từ quê hương mà giá trị nhất dành cho du khách cũng như những người con ở xa gọi là quê hương về với chúng tôi. Nhờ có cây sen mà hiện nay hầu hết các diện tích ao, đầm, ruộng thấp trũng đã không còn bỏ hoang như trước. Hiện toàn xã Kim Liên có trên 20 hectare trồng sen, tạo cảnh quan xanh mát khi du khách về đây tham quan. Trong cái thời gian tới thì cấp ủy và chính quyền xã Kim Liên, tổng xã đây là sẽ tiếp tục mở rộng những cái diện tích mà trồng lúa kém hiệu quả để chuyển sang trồng sen, để mục đích không ngừng là làm đẹp cái cảnh quan môi trường trên địa bàn, cũng như là tăng cái hiệu quả thu nhập kinh tế trên đơn vị diện tích. Đối với Kim Liên, Nam Đàn, việc trồng sen có ý nghĩa quan trọng trong việc gắn liền với tên gọi làng sen, tạo điểm nhấn khi du khách thập phương về thăm quê bác. Bởi vậy, mỗi dịp tháng năm về, du khách sẽ được đắm mình trong không gian tĩnh lặng, ngạt ngào hương sen, thưởng thức vị trà thơm mát từ sen, chụp ảnh lưu niệm khi về thăm quê bác. Và những thông tin thời tiết sẽ kết thúc tin tức 16 giờ của truyền hình Nhân dân. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.